tình hình làm ăn khó khăn mà còn bị ép giá nữa. Điều này chắc là bà con ngư dân của mình nó sống khổ lắm đây. Mẹ, sẽ có thêm hướng giải quyết cho giúp bà con mà mẹ. Thật ra thì anh cũng đang có một cách giúp bà con ở đây. Giúp cách nào hả con? Con tính vận động một quỹ từ những doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Họ sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Còn về trang thiết bị ngư cụ thì con có quen một số người bạn là công ty phân phối sản phẩm này. Con sẽ nói họ bán giá rẻ cho địa phương mình. Giúp được thì ráng giúp bà con nghe con. Yeah. Con đã lấy linh rồi thì con xem đây là quê hương của mình luôn. Có lẽ mình nên thay đổi chiến thuật này thì mình sẽ lợi thế hơn và dễ dàng hết thường nhiên. Chào bà. Chào cô. Bà tìm ai? Tôi có hẹn với luật sư Hà. Dạ xin lỗi bà là... Cô nói với luật sư là có bà Giao cần gặp. Dạ bà đợi chút. Dạ thưa luật sư, có bà Giao cần gặp. Dạ. Mời bà đi theo tôi. Cảm ơn. Xin mời bà. Thưa luật sư, có người cần gặp luật sư. Chào anh. Dạ xin phép. Chào chị. Mời chị ngồi. Dạ. Mời chị ngồi. Cảm ơn anh. Mời chị uống nước. Dạ cảm ơn anh. Hôm nay chị đến đây tìm tôi có chuyện gì không vậy chị? Tôi có chuyện cần hỏi rõ với luật sư. Hôm trước có một lá thư mời làm thủ tục gửi tới nhà, nhưng mà tôi quên đưa cho chồng tôi. Không biết là cần làm cái thủ tục gì. Anh cứ trao đổi trực tiếp với tôi, tại vì chồng tôi rất bận, ổng đi công tác rồi. Cái vấn đề này thì tôi đã trao đổi với ảnh rồi. Thấy ảnh không đến nên tôi có gọi điện thoại nhắc. Anh đã nhớ ra và đến rồi. Nhưng mà ông nhà tôi cần làm cái thủ tục gì mà gấp vậy? Cái này anh nhà yêu cầu tôi bảo mật thông tin cho ảnh. Nhưng mà tôi là vợ ổng mà. Anh là luật sư riêng của gia đình tôi. Hễ có chuyện gì thì ông phải cung cấp thông tin cho chúng tôi chứ. Chỉ là thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty thôi mà chị. Có việc gì chị cứ về nhà hỏi lại anh nhà. Anh nhà có thể cho chị biết. Còn về nguyên tắc thì em phải bảo mật thông tin cho khách hàng. Mong chị thông cảm. Chị chịu có phần công ty mà. Nhưng cho anh, tại sao chị? Không lẽ tình hình công ty dạo này làm ảnh khó khăn sao? Hèn chi mà thấy ông buồn và lo lắng chứ chị. Lẽ nào đúng là công ty khó khăn, ông cứ bán cổ phần. Gọi hỏi thật là chắc chắn nhất. Alo. Alo mẹ. Nhân hả con? Dạ. Con à, mẹ vừa mới từ phòng của luật sư ra nè, giờ mẹ gọi cho con đó. Sao mẹ không hỏi ba chuyển nhượng cổ phần công ty cho ai? Ông luật sư cũng không có nói. Con à, có khi nào công ty làm ăn khó khăn nên ba con phải bán công ty không con?
Làm gì có chuyện đó. Công ty của mình đang làm ăn rất tốt. Mẹ phải bình tĩnh và tìm hiểu xem Ba chuyển cổ phần công ty cho ai. Biết đâu Ba chuyển cho con. Để tiện việc quản lý công ty thì sao? À, cũng đúng ha. Làm mẹ lo quá. Nhưng mà mẹ phải làm rõ để xem Ba chuyển cổ phần cho ai nha. Có gì thì báo con biết. Hợp đồng chuyển nhượng công ty. Chuyển 50% cổ phần của công ty cho thằng Diệp sao? Alo, ba con, ông chia 50% cổ phần công ty cho thằng Diệp rồi. Cái gì? Mẹ nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Mẹ có chắc không? Chắc. Mẹ đang cầm cái hồ sơ chuyển nhượng ở trong tay đây nè. Nhưng mà vì lý do gì mà ba cho nó chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ phải hỏi rõ ông mới được. Đúng rồi. Mẹ phải hỏi ba ngay vụ này đi. Con cũng sẽ sắp xếp về Sài Gòn ngay trong hôm nay. Tại sao ba lại chia cổ phần công ty cho thằng Diệp? Nó có quyền gì mà được hưởng? Cho dù là có ân tình với chú Đức thì ba cũng đâu tới mức phải làm như vậy. Hay là mẹ nghe nè con. Alo mẹ hả? Khoan đã mẹ. Mẹ hãy bình tĩnh để con tìm hiểu kỹ vụ này đã.
chắc chắn là bà đang che giấu một bí mật lớn như thằng Việt. Sao? Con nghĩ như vậy hả? Lẽ nào nó là con riêng của ổng sao? Chỉ cần có kết quả giám định ADN thì mình sẽ biết rõ nó có quan hệ huyết thống hay không. Nhưng cái chính là mẹ phải có chứng cứ rõ ràng để bà không thể chối cãi. Bây giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải chặn bất cứ quyết định nào của ba giúp cho nó, với lý do nó không phải là người thân. Còn ở dưới này, con sẽ tạo ra khó khăn cho nó trong công việc. Nó đã vướng phải một rắc rối khó mà thoát thân được. Được rồi, mẹ sẽ nghe tới con. Nhưng mà mẹ tức quá, mẹ muốn làm loạn cái chuyện này lên luôn. Mẹ không ngờ là ba con qua mặt mẹ con mình như vậy đó. Thật ra nó là con riêng của ba mình, hay là một bí mật nào khác nữa, tình thế bây giờ đã khác. Không chỉ nó là rắc rối mà cần phải loại trừ bằng mọi giá. Mình phải thay đổi thái độ với nó, để nó càng bị người xung quanh xa lánh và mới dễ bắt bẫy. Kính thưa bà con, tình hình hiện nay của bà con chính quyền đã nắm, nhưng cái chính bây giờ là thương lái họ đang lũng đoạn thị trường, họ đang ép giá bà con chúng ta với lý do là chất lượng cá của chúng ta không được đảm bảo, do quá trình bảo quản của chúng ta không tốt. Vì vậy điều cần làm bây giờ là các chủ tàu phải tìm biện pháp cải tạo hầm đã đông lạnh thì mới có năng suất tốt hơn. Mời anh. Vậy thì phải hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi vay, chứ bây giờ làm ăn khó khăn, nợ cũ chúng tôi còn chưa trả được, làm sao mà ngân hàng cho vay tiếp để cải tạo hầm đá. Mời ngồi. Thưa bà con, chính quyền rất thấu hiểu vấn đề của bà con, nhưng bây giờ bà con chúng ta cần phải có một trình bày cụ thể về thay đổi trang thiết bị và hầm đá thì ngân hàng mới đồng ý cho vay vốn. Cụ thể là cụ thể sao? Xưa giờ chúng tôi toàn ướp đá bằng cách truyền thống, quăng đá quăng cá vô cái là xong. Bà con thương thương. Thưa bà con, về vấn đề này xã cũng đã có hướng giải quyết. Sắp tới xã sẽ mời một kỹ sư về hỗ trợ cho bà con về trang thiết bị và ngư cụ, và hướng dẫn cho bà con sử dụng hầm đá hiệu quả hơn để chúng ta bảo quản cá được tốt hơn, và như vậy năng suất của chúng ta sẽ cao hơn. Tình hình có vẻ gấp rút hơn rồi, vậy mình phải đẩy nhanh chuyện này đúng không? Anh Nhân đã tính giao phần chính dự án lại cho tôi. Là một tân tinh, không muốn việc kết hợp với Linh thay đổi dự án. Nhưng việc đã tìm được cách nào cho bà con đâu? Anh Nhân là một kẻ vô lợi, anh sẽ không để ai làm thiệt hại danh tiếng và lợi nhuận của công ty. Vì vậy chúng ta sẽ khó mà làm công khai, chỉ còn cách làm lén lút. Việc cứ nói làm thế này và làm thế kia để giúp cho bà con, nhưng thực chất việc chưa làm được gì hết. Việc toàn mờ ám với những người xấu không à? Hôm nay Linh với anh Nhân sẽ về Sài Gòn để lấy một số máy tính được tài trợ đặt ở địa phương, sau đó vận động các mạnh thường quân gây quỹ hỗ trợ cho bà con. Linh đang mất lòng trên đại diện đúng không? Vậy thì việc phải chứng minh những việc mình làm là trong sáng và tốt đi. Việc đang cố lên mà. Linh đã giận mình cho tiên hạ diện của anh nhau. Vậy cũng hay, sẽ làm cho anh ta bất kỳ ngờ mình và không đề phòng Linh. Mình nhất định mình phải làm được những thứ mà mình đã tính. Alo, tôi nghe đây. Dạ thưa anh, chị nhà đã đến gặp và hỏi việc
việc làm thủ tục chuyển nhượng 50% cổ phần của công ty. Thư báo để nắm rõ tình hình. Rồi anh trả lời sao rồi? Tôi chỉ nói sơ là đã hoàn thành thủ tục đó cho anh, nhưng không nói ai là người thừa kế. Thôi được rồi. Bà đã biết thì chắc chắn anh cũng sẽ biết. Lẽ nào đã đến lúc phải nói ra sự thật về thằng Việt. Cậu Kha, Xuân sao rồi? Con Xuân đã chết rồi. Chỉ cứu được thằng nhỏ. Tại sao chứ? Nhưng tại sao chứ? Cô ấy vẫn chưa tới ngày sinh mà. Nó đi chợ, bị tai nạn xe. Nó cố để gặp cậu lần cuối, nhưng không được. Trời ơi! Tất cả lỗi là do tôi. Chính tôi phải bắt cô ấy xong đấy tranh. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi không dám đối diện với vợ con của tôi. Bây giờ con Xuân đã không còn nữa. Thì anh tính sao với thằng nhỏ này? Cậu là người thân duy nhất của Xuân. Cậu cũng là cậu ruột của thằng bé. Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo bọc cho hai người. Nhưng tạm thời mình phải giấu vợ tôi như này. Alo. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh về nhà gấp đi, thằng Nhân có cứu nặng á. Anh biết rồi, anh về liền mà. Tôi sẽ lo hậu sự cho Xuân xong, rồi mới tính mọi chuyện. Nếu thương thằng nhỏ và tránh phiền phức cho vợ tôi, cậu giúp tôi giữ bí mật này nhé. Rồi sau đó mình tìm cách nuôi dưỡng nó. Thôi được rồi, tôi hiểu cậu mà. Lúc còn sống, con Xuân cũng có quán trách gì cậu. Là do nó chọn cuộc sống như vậy mà. Với lại, cậu cũng đã giúp anh em tôi quá nhiều. Thôi, tâm sự tôi nhờ cậu nha. Bây giờ tôi phải về nhà. Giờ này còn chưa chịu về nữa. Vậy là lời người ta đồn đúng chứ đâu có sai đâu. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy mà? Mẹ ơi, mẹ định kêu ba về cho con đi chơi không ạ? Mẹ không có đi đâu hết. Mẹ ở nhà với con, Nhân chịu không? Mẹ chịu. Bây giờ Nhân ngoan nè, đi xuống dưới chơi với chị Lan. Nhưng mà nhớ là không có được quậy đi chưa. Rồi khi nào ba về, mẹ gọi Nhân lên. Dạ. Hôn mẹ ơi cá nè. Thương mẹ không? Thương. Thương nhiều không? Dạ nhiều lắm. Con trai ngoan. Rồi đi xuống chơi đi nhau. Dạ. Không có đồ quậy nha.
Em. Anh bị sao vậy? Trời, sao tay chân anh chạy chỗ hết? Đầu anh bị sao vậy anh? Anh bị tai nạn xe. Cũng may á, là có một người cứu anh. Chứ không á, là anh đã bị xe tải cán chết rồi. Trời ơi, sao anh không đi bệnh viện đi mà quay trở về làm gì? Bây giờ anh phải đi bệnh viện kiểm tra coi thế nào. Nguy hiểm lắm anh. À, không sao, không có sao đâu em. Thôi, anh ngồi xuống đây đi. Từ từ thôi anh. Em, từ nay anh sẽ không đi công tác ở Bình Thuận nữa. Từ bây giờ công ty anh chỉ mở rộng thị trường ở Sài Gòn. Anh biết từ bữa giờ em không vui vì có nhiều tin đồn xấu gì anh. Có người nói anh quen con Xuân nào đó. Hai người còn có con riêng với nhau nữa. Em tính ra Bình Thuận để làm cho rõ. Nhưng những lời anh nói, em tin anh. Anh thực sự xin lỗi. Anh Đào. Em biết rồi. Em đã ở thư phòng. Anh đừng lo nha. Từ từ thôi anh. Anh đau lắm đúng không? Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Mình đã không nói cho thằng Việt nó biết mẹ nó đã chết. Mình mới chính là ba của nó. Nhưng cũng đã đến lúc phải nói ra. Nếu mọi chuyện dở lẽ ra, ngồi đi em. Em muốn gì kêu đi. Anh uống nước gì anh? Anh dùng nước gì vậy? Trên trầu luôn. Dạ. Chị thủ tục dây vốn cũng như nâng cấp trang thiết bị tàu cá thì em đã có hướng đưa vào trang web của dự án. Chỉ còn việc làm sao nâng cấp hầm đông lạnh của tàu cá, em tính liên hệ các công ty điện lạnh xem có kỹ thuật nào để giúp bà con hay không. Đừng có manh động gì nha. Nó đang đi gặp ông đó là phó chủ tịch xã rồi. Làm quản chết cả đám. Dạ. Được rồi, em lên góc chuyện này đi. Anh nghe Nhân nói tuần tới là dứt điểm dự án và di chuyển qua một địa phương khác. Bây giờ phải gấp rút làm một mình. Mà sao lại một mình? Còn có Linh giúp em nữa mà. Của anh đây. Cảm ơn em. Mời anh uống nước cho em gửi à. Ừ. Có lẽ Linh sẽ không theo sát em như lúc trước nữa. Em sẽ về lại Sài Gòn trong hôm nay để liên hệ với các công ty xem sao. Được rồi, em cố gắng lên. Mọi chuyện sắp hoàn thành rồi. Tụi nó có làm khó gì em không? Có cần anh giúp đỡ gì không? Không cần đâu. Đừng đụng vô tụi nó.
Tại sao ông lại chia công ty cho nó? Mình không thể nào bình tĩnh được. Chắc chắn sẽ có mờ ám gì. Rõ rồi. Nó chỉ có thể là con riêng của ổng, thì ổng có quan tâm và lo lắng nó đến như vậy. Lẽ nào nó chính là con của con Xuân năm đó mà người ta đồn những quan hệ mờ ám của ổng? Thà kiếm năm nay bao nhiêu tuổi? Năm đó nè. Phải rồi, chắc chắn là vậy rồi. Vậy là ông đã gạt mình rồi. Dạ, chồng đây là người đã cứu mạng anh trong cái vụ tai nạn giao thông vừa rồi đó em. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Bây giờ mình đã có dịp để trả ơn ảnh rồi đó em. Ý anh là sao? Thì ảnh vừa mới nghỉ việc ở công ty cũ. Mà anh thấy cha con ảnh coi cút quá. Thôi mình cứ giúp ảnh về nhà cho anh một chỗ ở. Với lại nhân tiện cho anh làm tài xế của anh luôn em. Rồi sau này sẽ ở đâu? Em, anh thấy ở nhà sau mình còn có kho trống đó. Thì mình cứ cho hai cha con anh ở sau nhà kho đi em. Rồi anh làm tài xế cho anh mỗi ngày luôn hả? Cũng được. Chị cứ yên tâm đi. Thằng nhỏ nó tuy hiếu động, nhưng tôi sẽ không để nó lên nhà trên này đâu. Anh à, con anh còn nhỏ vậy. Rồi anh lái xe cho chồng tôi. Thời gian đó anh chăm sóc bé này. Dạ, nó ở với tôi từ lúc mẹ nó mới mất lần. Cho nên nếu tôi làm cho ảnh thì tôi sẽ gửi nó nhà trẻ. Em à, mà theo anh thấy thì cha con ảnh coi cút quá. Thân ảnh thì một mình gà trống nuôi con. Anh nghĩ là khó khăn lắm luôn đó. Vợ chồng mình giúp ảnh có một chỗ ở với lại một cái công việc để cha con ảnh đương tự nhau mà sống nha. Ừ, thôi vậy cũng được. Thả miệng ra. Ông chủ ơi, ông chủ. Hả? Có chuyện gì mà anh hớ hơ hớ hải chạy vào vậy? Dạ, có chuyện gì cứ nói đi. Thằng chị nó sốt cao lắm. Nó ói, nó còn co giật nữa ông chủ. Hả? Anh nói sao? Nó sốt hả? Bây giờ phải làm sao ông chủ? Vậy thì đưa nó đi bệnh viện. Tôi lấy xe đi, đưa đi ngay. Nhanh lên, báo. Dạ. Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì á thì nói anh Kha, gọi taxi đưa nó đi. Hà cớ gì á, phải lấy xe nhà mình đưa đi. Thì nó sốt, anh phải đưa nó đi bệnh viện chứ em. Anh không có đi đâu hết. Anh muốn đưa nó đi á thì ăn bữa cơm xong, muốn đi đâu thì đi. Mà em à, chú Kha chú không biết gì đâu. Lỡ mà thằng nhỏ nó bị gì đó thì tính sao đây em? Tại sao anh lại chăm sóc nó cẩn thận như là con của anh vậy? Lý do gì mà anh phải lo cho nó dữ vậy hả? Ngồi xuống ăn cơm. Thôi, có gì nói sao nha em. Dạ, có gì nói sao. Anh đi đây. Chỉ là con của ông, ông mới lo tới như vậy. Vậy mà ông còn quanh co, hết chối con ông Kha, rồi tới con ông Đức. Ông chia tài sản cho nó hả? Quá xem thường tôi rồi mà.
Có chuyện gì vậy bà? Ông! Mẹ phải chặn bất cứ quyết định nào của ba giúp cho nó, với lý do nó không phải là người thân. Còn ở dưới này, con sẽ tạo ra khó khăn cho nó trong công việc. Nó đã dính phải một rắc rối khó mà thoát thân được. Có lẽ bà bắt đầu đoán biết mọi chuyện. Thằng Diễn bắt đầu gặp khó khăn rồi đấy. Phải tính xa đi. Còn thằng Diễn, nó sẽ đối xử với thằng Diễn như thế nào? Ngồi đi. Rót bia. Các anh đã thấy khó mà bắt được nó rồi đúng không? Mày nói có cách gì để mà bắt nó? Tôi sẽ đưa tiền thêm cho các anh, để các anh xử thật nặng nếu như bắt được nó. Còn chuyện bắt nó như thế nào, cứ làm theo cách của tôi. Cách gì? Phải dùng người uy hiếp dụ nó ra mà bắt. Ai vậy? Người mà nó đang yêu. Cô ta tên là Linh. Hay. Uống đi. Đó. Chỗ. Mời anh. Vậy là Út thích về rồi hả? Thích thiệt vậy phải không? Thiệt chứ sao, em thấy ngoài này sống thoải mái hơn. Để chị này về Sài Gòn á, em coi em bán nhà với lại sang cái giải phòng trọ rồi ra đây kiếm cái gì sinh sống luôn. Vậy là anh có cơ hội rồi phải không? Cơ hội gì? Tao ra đây không phải chị anh đâu nghe. Anh biết gì cái khác. Cái khác là cái gì? Phải nói rõ nghe. Không, ý anh nói là về đây mà chưa có việc gì làm á thì qua đây phụ với anh nè. Trời ơi, anh Tư, em tặng lòng đi em, anh về nước má lên nè. Bằng lòng, bằng lòng. Không phải, sao hôm nay không ở ngoài cả bốc xếp, vô đây chi? Dạ, tụi con về đi Sài Gòn. Chuyện gì vậy? Dạ, tụi con bỏ về anh Việt. Nè nè, hai đứa. Dạ. Thằng Việt nó bị sao mà tụi bay phải bảo vệ nó? Anh Lộc kêu sao thì tụi con làm vậy thôi à. Vô xếp đâu đi Sài Gòn mày. Rồi đi. Con đi cho chú Tư. Con đi nha. Ừ. Thằng Việt chắc có chuyện gì mờ ám đó anh. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng dám chắc thằng Việt là người tốt. Không biết mọi chuyện có tốt đẹp với nó không, chứ bây giờ em thấy nó là trăm tơ ngàn ngã luôn đó. Tìm cha tìm mẹ thì cũng không ra. Còn cái chuyện tình duyên với con Linh á thì không đâu vô đâu hết à. Thôi khổ tận cam lai mà. Có cố gắng thì cũng có ngày thành công thôi. Cũng như anh nè, cố gắng chờ đợi lắm á thì 20 năm sau cũng gặp em vậy. Thì đó. Trời đâu phụ lòng người đâu. Alo, anh Tiến hả? Hôm nay em sẽ về lại Sài Gòn. Không được, về đây rất là nguy hiểm. Tụi đó đang thăng lòng chúng mày. Nhưng em phải về trên đó để làm một số việc quan trọng. Chú mày nghe nói đây, phải đánh độc cho ta biết em đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của ông ta. Được, em sẽ làm. Em đừng đánh độc cho ai biết chuyện này. Anh sẽ tới gặp ông ta và thương lượng cho em.
Không biết có thể thoát khỏi cảnh này và Linh có hiểu tha thứ cho mình không? Cô ba à. Hả? Tí Út đâu rồi ba? Nó trong phòng kìa. Tí Út xong chưa? Dạ dạ dạ, tụi em chuẩn bị xong rồi anh. Ra bến xe với thằng Việt liền đi. Đại ca ở lại cẩn thận. Thưa chú tôi con đi. À. Thưa Dũng con đi. Ừ, chú tôi con đi luôn nha. Dũng đi luôn nha. Nè, hai đứa đi cẩn thận nha. Dạ. Quan tâm giúp đỡ bạn bè là tốt. Bây giờ mình phải đánh ra cái chỗ kia thì thằng Việt mới đi được. Con đi chút ba. À. Mấy cái thằng này có chuyện gì mà hồi hộp quá ông? Đi ba, để tôi phụ cho. Bao nhiêu năm nay tôi làm một mình được, không cần ông giúp đâu. Kìa ba, tôi nghe mấy đứa nhỏ nói bà bị bệnh. Những chuyện như vậy bà biểu thần ăn làm được rồi, bà làm chi cho mệt. Ông đi về bển đi. Nhìn mặt của ông tôi càng thêm tức. Ông làm tôi bệnh nặng thêm đó. Thì ba, để tôi phụ cho. Ông buông ra đi, tôi không cần ông giúp mà. Bà. Ông đi về bển đi. Bao năm qua ông không lo cho thằng An, giờ cũng như bị hối lỗi rồi. Thôi thì mình có nên làm hay không? Có ảnh hưởng gì tới ai hay mình không? Nếu không làm thì chắc chắn anh Nhân sẽ không tin, không giao việc gì cho mình nữa. Giờ tính sao đây? Ê nè, có chuyện gì vậy ta? Hôm nay mày đặt không nhìn mình nữa chứ. Có gặp tìm bạn Việt phải không? Tôi biết nó đang ở đâu.
em nghe nè. Em gọi cho Linh. Dạ, hãy cầm như anh nói liền đi. Ờ, anh Nhân. Nhưng tại sao anh lại muốn mình nói ra lãm đang hại Diệp?